Harry Won phản pháo việc ăn uống như bị bỏ đói, tại sao phải quan tâm đến những ý kiến kém sang? Harry Won xác nhận việc cô vẫn chưa có thai như mọi tin đồn, đồng thời cô cũng thẳng thắn chia sẻ về việc clip đi dự tiệc của mình bị chê kém sang. Chiều ngày 1 tháng 8, buổi họp báo ra mắt chương trình giọng ca bí ẩn được tổ chức với sự hội tụ của nhiều khách mời đình đám như Harry Won, Bang Ji, Sam, Hữu Tính Isfro, Buka, Tuyết Mai, Zero Nine. Chính tại buổi họp báo ra mắt chương trình này, Harry Won lần đầu tiên tiết lộ lý do đến tận bây giờ mới dám nhận lời dẫn chương trình chung với chồng mình. Dù đã từng dẫn rất nhiều chương trình game show cùng Trường Giang và Đại Nghĩa, Harry Won chất chứa áp lực khi dẫn chung với Trấn Thành. Harry Won thú nhận không dám nhận dẫn chung chương trình với chồng mình vì Trấn Thành hay kiếm chuyện với mình. Cũng trong cuộc trò chuyện với báo, Harry Won khẳng định chưa mang thai như tin đồn vừa qua. Cô cho biết đã xem qua clip của Trường Giang chia sẻ và thấy mọi người đã suy nghĩ sâu quá nên tưởng Harry mang bầu. Mới đây, trong một đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn về việc Harry Won hồn nhiên ăn uống khi đi dự tiệc, nhưng một số ý kiến lại cho rằng đây là hành động kém sang. Lúc mình thấy được đoạn clip được chia sẻ thì cảm giác ban đầu của mình là chuyện bình thường vì cứ nghĩ mọi người đang trêu đùa mình. Nhưng dần dần bạn bè cũng như ekip của tôi mới nói với tôi họ đang xúc phạm em đó, họ bảo em kém sang kìa, thì tôi mới cảm nhận câu chuyện đã không còn đơn giản là trêu đùa nữa. Thực sự mà nói, tính cách của tôi trước giờ như thế nào thì khán giả đều biết hết, tại sao tôi phải không sống đúng với con người của mình. Đến bây giờ thì tôi vẫn luôn giữ quan điểm sống chung với tính cách của mình. Thời gian qua có tin đồn Harry đang mang thai, chị có thể xác nhận thông tin này có chính xác không? Thực sự vợ chồng tôi còn trẻ phải chăm chỉ cày xô kiếm tiền chuẩn bị tương lai cho con là chuyện bình thường. Bản thân tôi đã phải trải qua tuổi thơ khó khăn khi bị khinh nên muốn con ra đời phải được đủ đầy và việc đó không đồng nghĩa với chuyện tôi đã mang thai. Thời gian qua tôi bận rộn làm việc, chưa về Hàn Quốc được nên chưa thể sinh con đâu. Rất nhiều lần hai vợ chồng Harry Won nhắc đến chuyện muốn có con, vậy kế hoạch có em bé hiện như thế nào? Tôi từng chia sẻ thẳng thắn trong một chương trình gần đây rằng mình chưa đi khám lại căn bệnh ung thư, đã biết sức khỏe hiện tại như thế nào, đã có thể sinh con hay chưa. Truyền thông và khán giả đều biết điều này nên tôi chẳng có gì phải giấu. Tôi phải đi khám lại thì mới có thể quyết định có con hay không. Nhưng thời gian này công việc dường như chiếm hết thời gian của hai vợ chồng nên vẫn chưa về được Hàn Quốc để khám lại sức khỏe. Thời gian gần đây xuất hiện khá dày đặc trên sóng truyền hình chung với vai trò MC. Một số khán giả cho rằng Harry Won đang mải mê kiếm tiền, quên ra sản phẩm âm nhạc. Tất cả mọi người làm nghề đều biết thu nhập của MC chắc chắn không bằng đi hát. Thời gian này đúng là tôi đang muốn tập trung vào mảng truyền hình nhiều hơn để tiếp cận sâu rộng với các đối tượng khán giả. Còn về âm nhạc, chắc chắn trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ sớm quay trở lại với những khán giả yêu mến mình bằng những sản phẩm chất lượng nhất. Khi tung hứng với nhau không thể tránh khỏi việc mất kiểm soát, chẳng hạn như mới đây, Trấn Thành nhắc về Tiến Đạt, người yêu cũ của chị trên sóng truyền hình, Harry Won có cảm thấy khó chịu không? Tôi không thấy khó chịu gì hết, cả hai vợ chồng đều quan niệm đối với người cũ trong quá khứ, nếu mình đối xử không tốt với người đó thì khi nhắc lại mới có vấn đề. Quá khứ của cả tôi và anh Trấn Thành ai cũng tốt, đến nay mọi người yêu cũ của cả hai vẫn là bạn bè của nhau. Vì thế khi anh Thành nhắc đến chuyện người yêu cũ, tôi chẳng có gì phải lo ngại. Chúng tôi tung hứng với nhau để cho chương trình thêm vui vẻ và hấp dẫn hơn thôi.